Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, cùng tâm như trẻ gần xa thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu cái loạt bài hướng dẫn tu học từ xa. Chúng ta vẫn không rời thiền học mà học đạo Phật. Nói một cách khác, có nghĩa là hãy nói tới đạo Phật, học Phật, tu Phật là phải tu thiền. Không ai được dành cái quyền tu thiền cho bất cứ ai, cũng như không cần tự xưng mình là tôn tịnh độ mà không tu thiền, bởi vì ngay tôn tịnh độ vẫn phải tu thiền. Vậy thì thiền tông, tịnh độ tông, Hoa Nghiêm tông, Pháp Tướng tông đều là những pháp môn tu chung của Phật giáo, nếu biết tu, biết học và tu đúng thì đều là phương tiện có nhiều môn, đường đi có nhiều ngã, nhưng mà cái đích đến là một, nếu đừng đi lạc được thì mấy con đường đó đều là đi đến một cái đích là giải thoát giác ngộ hết. Còn người ta xiểm dương, người ta tán án riêng cái đó là ta muốn làm một ông tổ sư của một cái tôn, thì điều đó từ xưa cũng như nay, nếu ông thiền sư nào, ông tịnh độ sư nào, ông thầy nào mà dụng ý đó đều là những người không có học hiểu, không có chính thức học tập về Phật pháp, cho nên người ta nói sai lạc thì mình đừng có nghe theo. Bởi vì hễ có tông phái riêng thì nó giống như ở thế gian đời bây giờ người ta dùng đảng, cái chữ đảng. Cái đảng mà có thể tù tội với nhau, có thể giết chết nhau, có thể đặt nhìn với nhau, nước nào cũng có đảng hết. Chữ đảng không có nghĩa là xấu, nhưng mà hễ có đảng thì là đảng của anh, đảng của tôi, đảng của mày, đảng của tụi nó. Mà chồng vợ, cha con, anh em trong một nhà kia mà còn không có nhất trí với nhau được để giữ cái hạnh phúc của gia đình, thì trong một nước mà có nhiều đảng là đương nhiên là ý kiến không giống nhau rồi, cái lập trường dựng nước, giữ nước, trị nước không giống nhau rồi. Thế thì hả, có đảng là có cạnh tranh, là có chất chóc. Cái chuyện mà đảng nào làm đúng, đảng nào làm không đúng, chuyện đó là chuyện của hạ hồi phân giải. Nhưng mà hả, có đảng là có cạnh tranh, là có bảo thủ, là có đối lập, là có chết chóc. Nước Mỹ bây giờ cũng vậy. Nước Mỹ là nó có đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, chứ nó còn nhiều đảng lắm. Rồi tại đảng nó nhỏ, nó phát triển không nổi thì nó không cự nhau đó. Thì chỉ có đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa mà bây giờ là 3-4 người ứng cử bên bên nước Mỹ. Trong lúc tôi nói đây là bên nước Mỹ giờ là 2-3 đảng ứng cử kịch liệt, từ 4 đảng rồi còn 2, bốn đảng là còn ba và còn hai, ứng cử kịch liệt. Mà không phải nước Mỹ thôi, nước nào trên thế giới giờ cũng nhiều đảng vậy. Mà đó nhiều đảng là tất nhiên là có cạnh tranh, có chớp mắt, có tướng ngã là tao, tướng nhân là mày, tướng chúng sanh là tụi nó, tướng thọ giả là bọn mày, à gọi là bốn tướng đó mà. Ngã nhân chúng sanh thọ giả tướng là bốn cái tướng mà là Đức Phật dạy là cần phải bỏ nó đi, đừng có dính vào trong bốn tướng đó. Mà nếu mình có lập tôn là mình dính, y như mà đời ta lập đảng nha. Cho nên tôi là ai nghe tôi là nghe, không nghe là thôi.
Chứ từ lâu rồi tôi đã giác ngộ cái đó. Tôi dạy học, tôi học đạo hành đạo năm nay là 60 năm hơn. Nhưng mà cỡ chừng 10 năm là tôi đã biết chống đối cái đó rồi. Nói chống đối thì kỳ thật là mình không chịu nghe theo, chứ còn mình chẳng chống ai, bởi vì có cử với ai đâu chống. Nhưng mà đều cái lập trường, cái lý tưởng, cái học thuyết như vậy tôi không nghe. Tôi không nghe những ông mà lập ra cái tôn, tôn này tôn nọ, đặt ra cái tôn làm giáo chủ của tôn đó, tôi không nghe. Bởi vì tôi biết ông đó là không chánh, bất chánh đối với đạo Phật. Ở thế gian người ta lập đảng, mình không có được quyền nói, vì người ta là người thế gian. Cái chính kiến, cái lập trường của người ta khác nhau thì người ta có quyền lập. Rồi thì cái nào nói mà dân phù hợp dân chúng nhiều thì dân chúng nó theo. Còn cái nào nói trái ý dân chúng là dân chúng không thích, không bầu, thì đó là chuyện đảng của thế gian, mình không được quyền nói. Mình không nói chi chứ không được quyền. Bởi vì là mọi ý kiến của mọi người dân đều có quyền phát biểu, được quyền nói. Nhưng mà đều mình là người đệ tử Phật, mình tu thì mình không nói. Chúng muốn nói thì nói cũng được. Nhưng mà anh đã nói rồi là cạnh tranh, là đối lập, là đối đầu, là đối kháng, là có thể là không vui với nhau, không bằng lòng nhau, thậm chí là tiêu diệt nhau cũng có. Do vậy nên cho nên là cái từ mà lập tôn mà giữ cái tôn của mình đó là tôi không phục, là cỡ 40 năm. Khi tôi vào đạo cỡ 10-15 năm là tôi có cái sự nhận thức của đạo Phật rồi, là tôi không phục. Còn những cái ông mà làm quốc sư thì tôi lại càng là nghe trái lỗ tai. Cho nên là các vị lớn tuổi mà nói với tôi, nói chuyện là Phật giáo mình hãnh diện, về Đinh Lê Lý Trần, có những vị quốc sư đó tầm thường. Nhà vua muốn nghe kinh đó thì là mời tôi lại tôi nói. Mà tôi nói rồi tôi về. Nhà vua chịu nghe không chịu thôi. Còn ban mão áo cho tôi, biểu tôi phải đội mão đội áo y như quan trong triều đình vậy, để nói kinh cho nhà vua, tôi không đội. Bởi vì cái đó là tôi đã nhường cho vua, cho quan gọi là quốc vương, thái tử, đại thần, tể tướng, tam công, bách quan đó, là tôi đã nhường hết cái đó cho bá tánh, cho nhân dân rồi. Tôi làm cái người đầu trọc áo gọi là áo ca sa rồi, mà các ngài còn muốn lôi tôi vô đưa tôi cái đó để tôi làm giống như các người nữa, thì tôi làm cái đó tôi không chịu làm đâu, tôi không thích. Cho nên là từ trước tới giờ, bây giờ gần chết là cũng nói vậy à, không sợ ai hết phải. Tôi không phục mấy ông quốc sư, bởi vì chẳng lẽ ông là đệ tử Phật mà ông học hành đạo Phật rồi ông khôn hơn Phật à? Còn Phật là ngu hơn ông à? Ông nói sao? Ông nói lại tôi nghe thử coi chứ. Nếu ông khôn hơn Phật là ông đi theo Phật để làm gì? Phật ngu hơn ông thì tại sao ông tôn thờ làm gọi là ba bà giáo chủ Điều Lượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà ngu hơn ông? Còn ông khôn hơn. Cho nên ông làm quan với triều đình rồi, ông có mũ cao áo rộng, rồi ông được khôn tôn vinh. Như vậy là ông cách nghĩa là sao về đạo Phật? Ông cách nghĩa là sao về Đức Phật? Cho nên là cái từ quốc sư là tôi nghe là tôi không phục. Trước đây là cỡ 45 năm cho tới bây giờ là đã không phục rồi. Còn những cái tôn là tôi cũng không chấp nhận, không xài rồi. Ví dụ như tôi đây là chữ Nhật Thuần đây nè. Tôi là tên Thuần chứ không phải là Nguyễn Văn Sáu đâu. Ừ, mà ông thầy tôi thì ổng không có nghiệm gì trơn trời, xin ổng cái pháp danh cho ổng cho mày tên Thuần thôi, tao đặt cho mày pháp danh là chữ Nhật. Hỏi vì sao thì cho con chữ Nhật. Ổng nói rằng là tao là chữ Hồng, Minh Như Hồng Nhật Lễ Cung Thiên, đó là cái bài trong cái phái quy y. Phái quy y của tao là dòng Lâm Tế Gia Phổ. Gia Phổ tức là Gia Phả. Lâm Tế Gia Phả, có chữ Gia Phả là tôi đã là phục rồi.
Ông tu hành mà ông còn ghi cái giáp hạ ông là sao? Lâm tế giáp hạ thiên đồng pháp phái kệ dân. Cái dòng lâm tế là cái giáp hạ của dòng lâm tế là ở cái chùa thiên đồng ở bên Trung Quốc. Pháp phái là cái dòng pháp tức là cái dòng của tu sĩ của thầy chùa bày đặt ra, có cái dòng gọi là pháp phái. Kệ văn là cái bài kệ của cái dòng lâm tế là người ta đặt ra. Ta đặt cái bài kệ rằng nó như vậy là lâm tế gia phả thiên đồng pháp phái kệ dân đạo, là chữ đạo bằng đầu nhé, đạo bổ nguyên thành Phật tổ tiên minh như hồng nhật. Đấy, chữ hồng là chữ nhật đó, là thầy tôi là chữ hồng đó. Minh như hồng nhật lễ trung thiên linh nguyên quảng nhuận từ phong thổ chiếu thế chân đăng dạng cổ quyền. Đó, cái bài kể bốn câu vậy đó. Rồi hãy miễn ông nào mà cái lúc mà gần tổ đó thì đặt chữ minh, rồi cái ông minh nó mới sau này có học trò mà đặt ra chữ như. Học trò của ông, học trò đó nó đặt cho đệ tử nó là chữ hồng, chữ hồng. Rồi cái ông mà có cái chữ hồng nó mới đặt ra đệ tử là chữ nhật. Đây là ví dụ cho tôi đây nè. Mà nếu như mà nó kéo dài hơn nữa đó thì nó cũng vẫn cứ minh như hồng nhật lệ trung thiên, rồi chữ hồng cũng tùm lum vậy chứ có gì đâu, duyên gớm gì đâu, cũng giống như tí sửu dình mẹo tình tị ngọn mùi thân dậu tức hợi vậy đó. Thì bên nhiêu đó nói hoài vậy, vạn đại cũng nhiêu đó, thì có gì đâu, ghi gớm gì đâu mà phải bày ra cái đó là không trúng đạo Phật đó. Rồi tôi đây nè, nếu mà tôi đặt học trò tôi là chữ lệ nè, chữ lệ mà lệ mà nếu mà trúng đặt cho cái phần đệ tử nam thì nghe nó còn được, còn mình đặt đệ tử nữ thì nghe còn được, chứ đặt đệ tử nam mà nó chỉ lệ nó chịu, nó sợ nghe nó giống như phụ nữ, giống như lệ này lệ kia lệ nọ, để đó là người ta đào tạo ra cái chữ đó là gần như chữ để cho phụ nữ, nó không muốn chịu nữa, mà đâu chịu rồi mà chẳng lẽ là mình bắt nó chịu hay sao? Cho nên cái vụ đó là không cần thiết. Đành nên tôi nhắc cho Phật tử là đừng có thể sợ cái gì hết phải. Đạo Phật không hề sợ cái gì hết phải. Bằng lòng mình thấy có chân lý rồi mình nghe, không có chân lý rồi mình không nghe. Quốc sư không cần sợ, không cần phục. Anh quốc sư là anh phản với Phật anh rồi. Phật anh có thể làm vua mà Phật anh còn không thèm làm vua. Phật anh có thể cất bao nhiêu chùa cũng được, xin tiền xin vàng của vua hoàng và cất chùa bao nhiêu cũng được, và Phật anh không làm điều đó. Anh đi làm mà anh gọi là anh phước đức hơn Phật anh à? Thì anh được làm quốc sư là anh hơn Phật anh cái gì? Anh không hơn Phật anh cái gì? Nói như vậy nghe không được, không chấp nhận. Đây, nói cái vụ đó thôi là đã là bắt đầu ý kiến rồi, cho nên là lập đảng, lập phái. Pháp phái là cái dòng pháp. Dòng pháp tức là cái dòng của người đệ tử Phật tự mình bày ra, chứ không có dòng giỏi gì hết. Cái tên thiệt còn không có. Phật Thích Ca nói pháp 495 mà nói ta chẳng có nói pháp gì. Không có pháp nào pháp của ta hết. Tại vì là trong vũ trụ nó có cái những cái điều như vậy, người ta thấy như vậy, ta biết như vậy là do ta tu thiền định là có trí tuệ, ta thấy ta biết như vậy là ta nói như vậy, chứ không có pháp nào là pháp của ta. Còn tất cả những lời nói của ta đó là giống như thuyền bè để đưa người qua sông rồi bỏ, không cần thiết, không quý báu gì hết. Tất cả những pháp ta nói 495 đó, những con tay chỉ tăng, người trí nương nơi tăng mà để mà tìm, để mà nhìn thấy tăng. Nhưng trên ngón tay của ta, cánh tay của ta đưa lên không hề có trăng trong đó. Thế thì là mình chấp mắt rồi mình đặt ra một cái tôn, một cái đảng, một cái dòng, một nhánh đệ tử của mình là hoàn toàn sai rồi. Không bao giờ thành tựu cái gì trong đạo Phật. Chẳng qua là nó gạt người ta để kiếm tiền, kiếm nhà ở cho đẹp, kiếm tiền thì nhiều xài cho sang, rồi nói mình là có phước đức hơn đức Phật vậy thôi. Cái đó là nó gạt, nó láo, nó hù.
cho những người mà non lòng yếu dạ. Cho nên là tôi lại, cuộc đời tôi là cái người nào tu tốt mà không có sự nghiệp thì tôi lại phục hơn, tôi quý hơn. Mà thật sự là quý là phục, là cái người tu tốt mà không có sự nghiệp. Chứ cái người mà gọi là tu tốt cỡ nào, ai có đồn đại kiểu gì tùy người ta, nhưng mà sự nghiệp lớn là tu tập rồi vậy. Tôi nói thẳng vậy đó. Bởi vì tiền không có khi nào nó trên trời cũng tự rơi xuống cho anh hết. Nếu anh đừng lấy thì nó không có chung vô trong túi, trong phòng anh để nó có đâu. Tại anh lấy dùng ý nô hào, anh cần nó mới có. Mà anh dùng ý nô, anh cần tiền là tất nhiên là anh đã thua rồi. Nó thẳng là vậy đó. Tôi nên là tôi ở cái chỗ liệu đường nên này, nó có cái chỗ ở là tôi đã tự thấy dục ngã tôi thua rồi. Chứ đừng có nói chi mà có nhiều sự nghiệp. Nhưng mà có cái là thật sự là tôi cũng nên báo cáo thẳng với mọi người, tăng ni trẻ tôi cũng báo cáo vậy à. Không có nhà ở là tôi chưa chịu nổi. Mà cái chỗ tôi ở liệu đường nên là cái nó lạnh thường xuyên. Nói lạnh thì không đúng, nhưng mà đều cỡ từ là 20 độ cho tới 25, 6 độ là cao nhất cỡ đó, chứ nó không có ấm hơn nữa, nó không nóng hơn nữa. Còn khi nó lạnh thì một năm ngoái nó có vài ngày có 12 độ C. Còn vài ngày đó trừ ra thì nó còn từ 18 độ, cũng thỉnh thoảng. Còn phần nhiều là 20 độ, 20 độ C cho tới 25 độ C là cao nhất. Có vậy đó mà ở ngoài tôi chỉ còn không nổi. Cho nên tôi phải có cái nhà gọi là liễu liễu đường, gọi là cái am gì đó cũng được. Mà tôi còn mắc cỡ muốn chết nữa nè. Lâu lâu rồi bổn đạo đệ tử nó thấy cái chỗ mình xấu quá, nó cho đồ mua cho đàng, cái chỗ coi đàng hoàng đấy, khá đàng hoàng mà còn mắc cỡ muốn độ thổ. Thiền sư là sơn tâm gì mà coi đẹp đẽ vậy? Sơn tâm gì mà chịu cực không nổi mà ăn ở coi tôm tắt gì vậy? Sao rồi sơn tâm mà chỗ này là tôi thích cái từ sơn tâm. Ở đây nó có núi nó không cao, nhưng mà nó đồi cao, nó từ đất nhiều lớp chập trùng như vậy. Mình cũng thích núi, mình gọi là núi cho nó rồi. Cũng như cái chữ sơn môn đó, ở trong chùa mà gọi chùa là cái chữ sơn môn thanh tịnh tuyệt thiên ngu đó, là tại vì phần nhiều là chùa là người ta rất ở trong núi, ở trong rừng, ở trong núi, cho nên chùa nó cũng gọi là sơn môn. Các thầy, các hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni là tụ tập lại là cung thỉnh sơn môn thiện đức. Chỉ sơn môn là tại vậy đó, là tại vì chùa là phần nhiều là ở đồi, ở núi, ở rừng. Tôi cũng thích thì tôi cũng gọi đây là rừng núi, cho đây thì có đồi, đồi cao thì có khá cao, và tập trung cái đó có, nhưng mà thiếu không có núi thì mình cũng tạm đỡ vậy. Tôi có cái nhà ở là đã là nhục nhã rồi, ở đó mà phải nhiều chùa mới quý, cái đó hoàn toàn làm nô lệ cho vật chất. Có một cái nhà người ta ở nuôi vợ nuôi con đã là khó rồi, mình có 5-10 cái tiền ở đâu ra? Của ai cũng là của ai cũng là mồ hôi nước mắt công lao. Mình đi tập hợp lại, mình gom góp, mình làm vậy để mình gọi là đạo đức của mình là cao lắm, cho nên người ta mới cúng. Nói như vậy là hoàn toàn không đúng, mà đệ tử Phật nào mà nghe như vậy là cũng không có học Phật. Thầy mình làm nhiều chùa, sự nghiệp lớn vậy đó là gọi là phước đức vậy thì Phật Thích Ca chẳng phước đức à? Nói như vậy mà các ngài nghe được là tôi không hiểu nói sao à? Như vậy là cuộc đời Phật Thích Ca thì chẳng có phước đức gì hết. Phật tử nào làm tỉnh xá cho ở tạm nó vậy thì giảng kinh xong rồi bỏ đi mà không biết rằng cái đó là của mình, không biết, không có nói cái đó của mình, rồi muốn đi đâu đi vậy đó.
rồi cuối cùng chết đi ngoài rừng vậy đó, gọi là ta la song thọ đó. Vậy là Phật Thích Ca không có phước đức à? Còn phải chết ở trong một cái chùa nguy nga đồ sộ rồi rồi tràn qua, nghĩa là cả tâm một hai trăm cái tràn qua rồi để bảy ngày năm ngày bảy ngày vậy đó mới gọi là phước đức à? Vậy là Phật Thích Ca không có trí huệ bằng mình à? Nói vậy mà nghe được là tôi cũng biết là các thầy nghe kiểu sao, tăng ni trẻ nghe kiểu sao, rồi Phật tử nghe kiểu sao mà phục cái đó, thì tôi mới là phục lại các vị đó. Tôi thành thật tôi nói, tôi có cái chỗ liệu lưu được tôi ở đây nè. Hồi trước tôi ở cái gọi là am, mà am cũng không am, nó cũng ra, rốt cuộc là nó cũng ra nhà cửa. Bởi vì nếu mà tôi không cất nhà cửa là tụi nó nói tôi là cái đồ hỗn hào, không quý trọng trời Phật, không quý trọng thánh thần, cho nên không có cái nhà ở. Thành ra tôi mới nghiệm rằng để đối trị với cái bọn này, tôi mới là làm nhà rồi cũng giả đò mua đồ rồi trang trí đồ giống như người ta vậy đó. Nhưng mà mua rồi tự mắc cỡ, mà mua rồi mắc cỡ rồi mua rồi mắc cỡ, nhục nhã. Ở cái chỗ vậy là mình không bằng lòng. Thành ra tôi có mua đồ chứ, tôi mua để đối trị đó, để đối trị những cái người mà nó nói tôi là không ra gì đó, không có cái chỗ ngồi đàng hoàng. Mà thật sự là tôi ngồi bằng ghế bằng nhựa đây là tôi thích vô cùng. Nhưng mà nó ác có cái là nó nói tôi là không tin trời Phật, không cầu nguyện danh sinh lại lục, cho nên là cả đời mạt kiếp, cái chỗ ở không ra gì. Thì nó buộc lòng tôi mới sống, mà sống rồi nó nhục, mỗi lần sống là nó nhục nhã. Bởi vì mình là đệ tử Đức Phật mà tại sao mình lại không hơn Đức Phật là sao? Nếu mình không hơn Đức Phật thì mình quy y Phật để làm gì? Những điều Phật dạy mà trật mà không trúng rồi thì tại sao là mình lại tự cho mình là đệ tử Phật? Cho nên nó tự nhục nhã dữ lắm. Vậy mà các vị cho rằng là mình nhiều sự nghiệp, nhiều chùa là do mình có tu hành cao rồi phước đức lớn cho nên mới được vậy. Nói như vậy mà các thầy nghe được thì tôi chịu không nổi. Tôi biết nói cái gì vậy? Phỉ báng Đức Phật cỡ như vậy là mà không sợ tội là tôi không biết là tu kiểu sao. Cho nên là cái chữ chúng ta mà bị khổ là tại vì do cái sự chấp mắt, do tông, do phái, do đảng. Mình đã có cái đó không được. Đây nè, bây giờ tôi nói như vậy để là vô cái bài đây nè. Nhược hữu chúng sanh chi loại à. Nếu có 10 loại chúng sanh như là nhược hữu chúng sanh chi loại, nếu có những cái loại chúng sanh như là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, ngã giai linh nhập vô như niết bàn, như diệt độ chi, diệt độ như thị, vô lượng, vô số, vô biên, chúng sanh thật, vô chúng sanh đắc, diệt độ giả. Đó là cái Phật dạy nè. Cái bài hôm nay à, ủa mà xin lỗi là nãy giờ tôi nói cái ngày giờ chưa chứ? Có nói chưa? Tôi bây giờ là tôi nói lụng đâu nó cũng nó thành ý tứ để nhắc nhở hết trơn, nó thành nên nó rất là dễ quên. Bây giờ tôi xin nói lại ha. Bữa nay là mình học kỳ thứ 96. Bữa nay là ngày 15 tháng 7 năm 2008. Mình tiếp tục nghiên cứu được cái bài Hàng phục tâm của Bồ Tát, phương pháp hàng phục tâm của Bồ Tát. Bữa nay chúng ta nghe lại lần hai đó nha. Ngày hôm qua nói một lần không hết, bởi vì ý tôi muốn nói là nói để cho tăng ni nghe. Nếu các vị bằng lòng nghe là các vị nghe, chứ tôi không có thuyết pháp, không có pháp thoại hay là thuyết pháp hay là lên diễn đàn gì hết trọi trơn á.
Tôi nói giống như là mình nói chuyện nhau giữa huynh đệ nhau, thầy trò nhau vậy, chịu là nghe, không chịu là thôi. Chứ tôi không có cái gì long trọng mà ghê gớm gì hết á. Hôm nay là kỳ 96, đây là mình học cái bài Hàng Phục Tâm của Bồ Tát lần 2. Bây giờ là 4:30, bữa nay là thức hơi trễ chút. Đây tôi nói cái bài đây là mình học lần 2 đây nè. Bởi vì cái bài này cái sức công phá của cái tâm niệm phàm phu nó mạnh lắm. Cho nên tôi nói nãy giờ đó là cái sức công phá của cái bài mà mình đang học đây nè. Cái bài này có 4 câu thôi mà cái sức công phá tồi tà phụ chánh của nó rất là mạnh. Bây giờ tôi đọc lại lần nữa đây nè. Chúng sanh 10 loại có xem không, năng sở song song bạch tích tâm, độ tận vô dư không kẻ độ, niết bàn rằng có lại rằng không. Đây nên nghe lần hai nè. Nó phát xuất từ cái câu mà ông Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật, cái cách mà hàng phục tâm. Phật dạy rằng sở hữu chúng sanh chi loại, nhược thai sanh, nhược noãn sanh, nhược thấp sanh, nhược quá sanh, hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, phi hữu tưởng phi vô tưởng, ngã giai linh nhập vô dư niết bàn, như diệt độ chi, diệt độ chi thị vô lượng, vô số vô biên chúng sanh, thật vô chúng sanh đắc diệt độ giả. Có nghĩa là Bồ Tát hành phục cái tâm á, bằng cái cách là nếu có 10 loại chúng sanh như là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, 10 loại chúng sanh như vậy, Bồ Tát đều độ cho họ. Độ cho họ, độ cho họ một cách hoàn mãn, đưa họ vào niết bàn, không còn sót người nào, không còn tông tích. Để là đưa họ thẳng vào niết bàn mà không còn thấy tông tích, không còn sót người nào bên ngoài. Độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh 10 loại như vậy mà không, đừng thấy có một chúng sanh nào mà mình được độ, mình độ cho họ. Đừng thấy có chúng sanh nào là người được mình độ và mình độ cho chúng sanh đó. Đừng thấy có cái đó. Đây là một cái nguồn giáo lý khiếp đảm này. Do vậy cho nên là đối với tôi là nó có từng cái ý mà tôi nói không có hết được. Từ nào giờ đó các Phật tử gần xa gần đây nó có xin pháp danh tôi có cho đó. Nhưng mà luôn luôn là tôi cho pháp danh là cho. Mà khi nào mà các vị bằng lòng học đạo Phật, nghe đạo Phật, tìm hiểu giáo lý đạo Phật mà ứng dụng mà hành theo đạo Phật là chúng ta là đệ tử Phật. Còn như bằng không là các vị kể tôi không phải là thầy gì hết. Muốn bỏ chừng nào bỏ, muốn bỏ pháp danh chừng nào bỏ, muốn không tu nữa chừng nào không tu, mà không có tương can gì tới tôi hết. Là bởi vì đấy như vừa nói đó, 10 loại chúng sanh như vậy, một người đệ tử Phật, một người tu sĩ, mình có thể độ cho họ hết. Chẳng những 10 loại đó mà một nhóm, mà nó là vô lượng vô số vô biên chúng sanh như vậy. Ở trong vũ trụ bao la này nếu có 10 loại chúng sanh như vậy, ta đều giúp đỡ họ, cứu độ họ, hướng dẫn cho họ được đi vào niết bàn an lạc hạnh phúc vĩnh viễn, mà không thấy mình là người tri ân, không thấy người kia là người thọ ân do mình cứu độ. Cái tinh thần của đạo Phật là vậy đó. Cho nên là mình nhận đệ tử mà mình coi là của mình là đã sai rồi, sai ngay căn bản rồi, đừng có dạy cái gì nữa hết á. Tự nó sai rồi, cho nên tôi không có nhận là vậy đó. Người ta muốn có pháp danh là để tạo cái điều kiện cho người ta, cái đức tin của người ta mà, thì mình vậy thôi. Chứ mình với người đó là bằng nhau một thứ,
không có hơn kém gì hết. Cho nên là tại người ta quý, người ta nói, người ta gọi là mình là thầy vậy, chứ còn mình với họ là bằng nhau. Bởi vì mình có khả năng thành Phật thì những người đệ tử mình cũng có khả năng thành Phật y như mình vậy. Cũng như Như Quyến Thượng Sư mà tôi nói đây, tôi đặt tôi là Như Quyến Thượng Sư. Chứ mà Như Quyến Thượng Sư đó là tất cả các vị Phật tử gần xa, tăng ni và trẻ đều là Như Quyến Thượng Sư được hết. Chứ cái đó không phải là của riêng tôi. Kể cả Phật, cái từ Phật cũng là của bao nhiêu tỷ người ở trên quả địa cầu này, chứ không phải chỉ Phật là để dành riêng cho Phật. Cái đạo lý của nhà Phật là học vậy đó. Còn mình độ 10 loại chúng sanh đó hả? Nói mình độ chứ học kỳ thật thì mình không có độ gì hết. Chẳng qua là mình gợi lại cái ý mà người ta vốn có. Mình khêu lại cái nhất thiết trí, cái tự nhiên trí, cái vô sư trí mà mọi người vốn có, chứ không phải là mình dạy người ta gì đâu. Nói dạy chứ không phải dạy gì hết. Cái đó cái của người ta có. Ngọn lửa của người ta có, nhưng mà chẳng qua là bị cái tro tàn nó đóng, nó đóng nó bao bên ngoài, làm cho người ta không thấy lửa. Chứ cái lửa than á, nó còn ở trong cái lõi của cái cây mà xung quanh mình không còn thấy lửa nữa, mà lửa ở trong nó vẫn còn ở trong đó. Vàng nó ở trong quặng á, ở trong quặng nó lộn với sỏi, nó lộn với đá, nó lộn với các cái chất tạp chất khác. Người ta không tìm, người ta không thấy được vàng, chưa có cái giá trị của vàng. Nhưng mà người ta nấu những cái tạp chất khác nó ra, cái vàng lọc nó, cái quặng bỏ ra rồi đó là vàng ở trong quặng đó. Cho nên cái quặng mà nó hiển lộ ra thì cái vàng nó ẩn. Khi mà nấu lợi bỏ tạp chất thì vàng nó hiển, thì cái quặng nó ẩn. Chứ vàng nó có ở trong quặng đó, chứ không phải là do nấu mà có, không phải do lọc mà có. Nhưng mà nấu lọc để bỏ cái quặng mà nó hiển lộ ra vàng. Không có nấu lọc thì vàng không thấy có, chứ không phải là không có. Còn hãy nấu lọc vàng bỏ quặng ra thì cái vàng nó hiển, thì cái quặng nó tiêu đi thì cái vàng nó hiển, chứ không phải là do nấu do lọc mà có vàng. Cho nên là mình dạy đạo Phật là dạy gì chứ, mình khêu gợi lại, mình gạt cái tro tàn của cái cục lửa than kia, chứ đâu có phải là mình cho người ta cái lửa mới có đâu. Đạo Phật là vậy đó, cho nên là không có đòi làm thầy, không cần đòi làm thầy chứ. Mà mình làm thầy rồi mình khai trừ, rồi mình đuổi tới đuổi lui mạnh lắm, không có đuổi. Không có đủ gì hết á. Mình nói nghe thì nói nữa, còn không nghe thôi. Cũng như tôi nói vậy là ai nghe, nghe không nghe thôi, không có sao hết. Cho nên là Phật có 10 loại chúng sanh đó, mà 10 loại chúng sanh đó tôi nói ngày hôm qua, tôi vẫn chưa tin rằng tôi nói mà các vị nắm vững đâu. 10 loại chúng sanh đó ở đâu là ai? Bữa nay tôi nói gọn lại nữa. Đó là 10 cái nguồn tư tưởng của ta, của tâm ta đấy. 10 cái nguồn tư tưởng mà tâm của ta có khả năng nó sanh ra 10 cái loại tư tưởng như vậy, của 10 loại đó, của 10 loại chúng sanh đó. Nó ở trong tâm ta. Thì chúng ta có những cái nguồn tư tưởng giống như là thai sanh. Bởi vì chúng ta là thai sanh, mà chúng ta cũng có thể có những cái nguồn tư tưởng giống như là thóc sanh, giống như là nõn sanh, giống như là quá sanh. Chúng ta có khả năng là có những cái nguồn tư tưởng như vậy: thai sanh, nõn sanh, thóc sanh, quá sanh. Và chúng ta cũng có những cái nguồn tư tưởng là chúng ta có thể có lúc ta tưởng tượng, chúng ta chấp nhận rằng là có vật chất, hữu sắc, tức là có vật chất.
chúng ta chấp vật chất. Có lúc ta có cái nguồn tư tưởng như vậy, chúng ta khởi ý niệm rằng là chúng ta đam mê vật chất, chúng ta chấp mắt vật chất, chúng ta cho rằng là tin theo vật chất. Rồi có lúc chúng ta có thể khởi ra một cái nguồn tư tưởng của chúng ta là vô sắc. Hữu sắc là có vật chất, vô sắc là không có vật chất. Chúng ta cho rằng là sự vật hiện tượng là không có gì. Không có gì mà cái kiểu mà không có gì hoàn toàn nó thành lông rùa sừng thỏ đồ thì làm gì nó có. Vậy mà có thì cái có này là có chứ sao là không. Vậy mà có người bỏ hết gửi gắm tâm hồn mình ở trong cái chỗ không có gì, gọi là tu mà bỏ tâm, đưa tâm hồn mình tưởng tượng vào cái chỗ không có gì, nghe coi như là trốn tránh né chạy những cái có. Thế thì cái thành phần đó, cái loại tu hành đó ta gọi là tu hành vô sắc. Cái loại hữu sắc là cho rằng có vật chất, đam mê vật chất là đam mê vật chất là đau khổ đá đành. Rồi ngược lại có những người là trốn chạy vật chất, tự phủ định vật chất, đi tìm một cái nguồn không có gì, cái nguồn tư tưởng không có gì, gửi gắm tâm hồn mình vào cái chỗ không có gì, trốn chạy vật chất cũng là một cái cách sai lầm. Làm sao trốn chạy được? Làm sao phủ định được cái vật chất? Làm sao phủ định được sắc thanh hương vị xúc pháp? Nó có sờ sờ, nó duyên khởi, nó sinh ra vật chất đầy nhảy thiên hình dạng trạng kia mà. Mà mình phủ định nó để mình trốn chạy, gọi là cái thành phần, cái tư tưởng vô sắc. Cái đó không được, không có chân lý. Đây, cho nên chúng ta hãy coi chừng nghe, hữu sắc cũng không được, chấp rằng là vật chất là thiệt, là đam mê vật chất không được, mà trốn chạy vật chất bỏ đi, gửi gắm tâm hồn ở trong một cái cõi mà của Ngọc Hoàng Thượng Đế ở đâu đâu, ở cõi bề trên ở đâu đâu đó, mà còn ở đây là coi như mình bất cần, mình phủ nhận hết, chạy với một tâm hồn trốn chạy mà không bao giờ chạy khỏi. Đó là cách tu sai, tôi gọi là vô sắc đó. Rồi một hạng nữa là một cái lúc nào đó mình kêu bằng hữu tưởng. Hữu tưởng tức là mình có ý niệm tưởng có. Tưởng có nó cũng tương quan tới hữu sắc đó. Mình tưởng rằng là vạn vật là có, cơ đồ sự nghiệp là có, con người là có, thậm chí là cái linh hồn chết rồi mà cũng có. Cái đầu hồi chết rồi mà kéo tới kéo lui, giống như là tôi giảng cái bài mà tiếng giọng lên sàn đó, tiếng vang từ đáy mộ đó, trời Phật ơi chết rồi mà vẫn còn tưởng là có. Mà có thì thôi, thì có là tụng an cầu siêu trong vòng một ngày tới bảy ngày, mà một ngày là ngày đầu là đã giảng sinh rồi thì tụng sáu ngày sau để làm gì? Vậy mà vẫn tụng thì thôi, tôi cho tụng mà bảy ngày đi, rồi còn những cái thách sao dẫn tụng nữa là để làm gì, dẫn sanh đi đâu nữa, vậy mà vẫn làm. Đó là cái phần đó tôi gọi là hữu tưởng đó, tức là tưởng có cả cái linh hồn ngồi trên linh sàn, có cả cái linh hồn đẩy ra mộ, đá ra mộ, rồi đá lên linh sàn, đá vô đá ra. Cái bài tôi giảng bữa trước đó, tại vì cái loại cái tư tưởng mà chấp gọi là hữu tưởng đó là sai lầm, là không có chân lý. Hữu tưởng tức là tưởng có, khởi với niệm tưởng có. Cho nên là mỗi năm mình làm đám giỗ chết cha mấy cái thằng mà lãnh ăn kêu bằng hoặc là con út, nhất là tưởng năm gì con út có làm đám giỗ một năm bảy tám cái đám giỗ thì làm sao mà ăn nổi, thờ ông bà thờ hoài, cúng hoài, chết rồi cả bảy tám chục năm rồi vẫn còn cúng ông bà, mà bắt cái thằng tưởng năng hoặc là con út nó cúng. Cho nên là tôi, nếu mà các vị nghe thì cứ việc là tám cái đám giỗ thì dồn là một cái, bốn cái đám giỗ cũng dồn là một cái, để ngày đó anh em gặp nhau chỉ vui bữa vậy thôi. Tôi thấy là làm giữa năm cái ngày của Phúc Nguyên nhảy sông Bình La đó, lấy ngày đó làm cái đám giỗ, làm bánh xèo rồi làm các cái món đồ ăn ngon ngon chơi ăn bữa được rồi.
nói cúng vậy chứ còn theo tôi là chẳng có cái gì phải cúng, bởi vì mình đừng có khởi cái niệm hữu tưởng. Thất đại nó hòa tan trả về cho thất đại rồi, còn cái gì nữa để mà ăn. Cho nên không cúng mà không hề có tội lỗi gì. Thì bằng cớ là Đức Phật đã có cúng ai đâu. Từ khi đi tu cho tới cái khi mà thành đạo, rồi tới khi nhắm nước bàn, không nghe nói ông cúng ai nha. Vậy mà sao đệ tử mà cúng dữ là năm nào cũng cúng, cúng hoài. Cúng chết rồi mà chưa đã, thì chết còn tiếp trận, ta không còn sống để ta được cúng nữa. Cái đó là không đúng đạo Phật đâu. Thuộc về cái thành phần gọi là hữu tưởng. Mà cái đó là cái của chính người, trong con người của chúng ta vốn có, chứ không phải là ở bên ngoài. Rồi thêm một thành phần nữa gọi là vô tưởng. Vô tưởng tức là tưởng không. Vô tưởng là tưởng không. Cho rằng là trong vũ trụ, trong đời đất này không có gì hết. Bây giờ gửi gắm tâm hồn mình ở trong cái cõi mà của Ngọc Hoàng Thượng Đế, của đấng bề trên, của đấng siêu nhân siêu nhiên nào đó, phủ nhận hết tất cả những cái gì trên cõi đời này đều vô giá trị. Vô giá trị tại sao ăn cơm? Sao muốn nhận luôn cơm đi? Vô giá trị sao muốn nhận quần áo đi mà bận quần áo? Anh đi gửi đến tâm hồn đi, còn cái thân này bọn quần áo này vẫn bận, ăn cơm mà vẫn ăn, uống nước vẫn uống, ai làm sẵn vẫn xài. Như vậy là cũng không có chân lý được. Anh phải đóng góp gì ta ăn chứ, anh sống trong xã hội mà anh gửi đến tâm hồn gọi là thành phần vô tưởng, anh tưởng không. Không là tại sao là anh ở nhà, anh mua gạch, anh xây nhà, anh mua tôn, anh mua thiết, anh làm nhà, rồi anh bằng quần mặc áo, anh ăn cơm, anh thọ hưởng cái có, mà anh gửi tâm hồn ở chỗ không là đâu có được. Tại cho nên là hữu tưởng sai rồi, vô tưởng cũng sai. Vô tưởng tức là tưởng không đó, gọi là tưởng quan đường đó, tưởng viễn hoặc quan đường, gửi cái tư tưởng trong cái tâm, trong cái thế giới bên kia, mà nói bên kia chứ không biết bên kia là bên nào nữa, gửi ở chỗ không không vậy đó là sai đó, gọi là cái thành phần là vô tưởng. Rồi phi hữu tưởng. Phi hữu tưởng này có cái tưởng không phải có. Rồi phi vô tưởng nghĩa là có một cái nguồn tư tưởng gọi là không phải không. À, không phải có, không phải không nghĩa là tâm hồn, nghĩa là lơ lửng lửng vậy, không có cái lập trường, cái lý tưởng, cái xác định, cái nhận thức gì hết, tưởng lơ lửng lửng vậy à. Đây 10 cái loại chúng sanh đó nha, tôi đọc lại đó nghe: thai sanh nè, noãn sanh nè, pháp sanh nè, hóa sanh nè, hữu sắc là tức là mình tưởng rằng là có là vật chất nè, vô sắc là không có là phủ định vật chất nè, rồi hữu tưởng là tưởng có nè, vô tưởng là tưởng không nè. Rồi phi hữu tưởng là cái tưởng không phải có. Rồi phi vô tưởng là có cái nguồn tư tưởng cái bằng là không phải không. 10 loại chúng sanh đó là những cái phát nguyên sai lầm sanh khởi từ nơi tâm của chúng ta. Đấy, 10 loại chúng sanh đó chúng ta phải độ đó. Chữ độ có nghĩa là mình phải chuyển qua nó, mình phải tỉnh thức, mình phải chuyển qua cho nó trở thành thực tế trở lại, nó trở thành là nó phù hợp với cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú của mình. Mình phải học theo đạo Phật đó, phải học theo đạo Phật từ thấp tới cao, chứ đừng để cho mình là dính mắc ở trong 10 cái loại chấp mắc. Đối với 10 cái loại đối tượng này gọi là 10 loại chúng sanh, chứ kỳ thật là 10 cái nguồn tư tưởng đối tượng mà tâm của chúng ta tự ai cũng có khả năng sinh ra 10 cái nguồn đối tượng đó để mà chấp mắc, rồi sinh ra đau khổ. Phải độ hết đi. Độ hết có nghĩa là hướng dẫn, dạy dỗ, nhận thức kỹ càng và chuyển qua nó, đừng để cho nó hiểu sai lầm như vậy, gọi là độ. Độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh những cái nguồn tư tưởng như vậy, cho nó tiêu tan, nó đi biệt tích. Mình
mình không còn thấy nó nữa, nó cũng không còn lãng giảng, nó tác động vào trong tâm mình nữa, gọi đó là độ cho nó đi vào vô dư niết bàn. Nghĩa là đi, đưa nó đi vào cái chỗ niết bàn, cái chỗ hoàn toàn thanh tịnh, nó không còn lai giảng, nó không còn có xâm chiếm cái tâm hồn của mình nữa, không còn thừa, dư dư cứ nghe là không còn thừa. Đưa nó vào cái cảnh hoàn toàn thanh tịnh trong sáng, không có nảy ra ý niệm chấp mắt như 10 cái loại chấp mắt đó, không còn thừa cái nguồn tư tưởng nào lãng giảng trong đầu mình, gọi là đưa nó, độ cho nó vào vô dư niết bàn. Mà độ như vậy rất nhiều lần, đừng để cho nó tái diễn trong đầu óc mình, gọi đó là độ vô lượng, vô số, vô biên. Nhưng mà đặt lên cái đỉnh cao là đừng thấy mình là cái người quá giải, mình là cái người chuyển hóa, mình là cái người độ. Chừng đó nó mới thật sự là mình trở về với cái thể tánh tịnh mình, cái chân tâm thường trú, mình mới trở về được cái Như Lai viên giác diệu tâm của mình, mình mới trở về với cái đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh của mình. Đấy, cho nên mình độ chúng sinh đó, cái đó là khó lắm đi. Khó lắm đó, nhưng mà không phải là khó là tôi hiểu được, cái đó thiền định là hiểu được. Mà không tu thiền định là không hiểu thôi. Cho nên ngày hôm qua tôi nói rồi, tôi còn sợ đó, rất sợ. Bởi vì nó rộng quá đi, nó nhiều quá đi. Mà ngôn tự nói nhiều chừng nào có khi nó làm rối người ta chừng này. Thế thì sở hữu chúng sanh chi loại, nhiệt tha sanh, nhiệt ngoãn sanh, nhiệt thấp sanh, nhiệt quá sanh, nhiệt hữu sắc, nhiệt vô sắc, nhiệt hữu tưởng, nhiệt vô tưởng, ngã giai linh nhập vô dư niết bàn. Ta đều khiến cho nó đi vào niết bàn, không còn sót lại một mống nào, một tư tưởng nào. Quá giải như thế, chuyển qua như thế, vô lượng vô số tư tưởng mà không thấy có mình là người năng độ, và cái tư tưởng đó, cái nguồn tư tưởng đó, chúng sanh đó là đối tượng sở độ của mình. Đấy. Cho nên cái chữ năng sở lúc nào là cần mà lúc nào là không cần đó nha. Cái lúc tu tiểu thừa rồi Phật dạy phải có năng quán sở quán, năng tu sở tu, có đối tượng, có chủ thể. Mà lên tới cái đỉnh cao này, cái bài này là thuộc về kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật đây nè. Mà mười phương chư Phật là muốn thành Phật đều phải trải qua cái nguồn tư tưởng của Bát Nhã Ba La Mật thì mới thành Phật được. Không đạt tới, không có đi ngang qua cái nguồn tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật thì chưa thành Phật được. Do vậy cho nên khó đó. Khó mà không phải khó. Không phải khó mà khó. Nhưng mà dù là chúng ta tu chưa được như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn có quyền học như vậy, hiểu như vậy. Cho nên mình học hiểu không có tội lỗi gì hết. Còn cái thứ bậy bạ đó, nó nói là học Kim Cang Bát Nhã rồi ngạo mạn rồi không tu được, là cái đó nó hù đó. Hù, nó không muốn cho người đệ tử Phật hiểu về kinh điển cao siêu của đạo Phật. Để ù cạc cạc ngu ngu đần đần vậy đó, để nó gạt lừa móc túi người ta. Cái nào nó cũng gọi là có phước, phước ở đâu, ở trong những cái lặt vặt bậy bạ đó. Phước là do mình tu tập, mình đoạn trừ vô minh phiền não rồi nó an lành, hạnh phúc, tôi gọi là phước. Cho đưa tiền cúng nhiên cho người ta sao có phước được. Còn cái chuyện bố thí thì bây giờ nữa người ta học cái kiểu bố thí của đạo Phật. Bố thí mình ở cõi đời rồi mình giúp đỡ nhau, chia sẻ, cái chuyện đó là chuyện bình thường, là con người tốt như nhau là vậy đó. Vô quân tử mặc trị giả nhân, vô giả nhân mặc dưỡng quân tử. Không có chính quyền thì ai cai trị người nông phu bình dân, mà không có người bình dân thì ai để làm nương làm rẫy, có sự nghiệp của cải, có vật chất để mà nuôi dân trong một nước, và để cho chính quyền người ta sử dụng để mà xây cầu xây đường này kia. Cho nên là cái chuyện đó là chuyện tương quan ở trong xã hội, là mọi người phải làm.
Còn riêng về cái người mà đệ tử Phật á, thì mình phải học theo Phật thôi. Cho nên là năng thở không vong bạc chút đâu, độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh mà không thấy có năng và có sợ, có kẻ thi ân và người được thi ân. Mà đây là chữ chúng sinh này là nhớ chúng sinh là 10 cái loại tâm của mình như tôi vừa nói đó. Cho nên mình đi kiếp chúng sinh ở ngoài, kiếp chúng sinh ở ngoài thì có tiền thì làm ăn được thì cũng chia sẻ, giúp đỡ, gọi là tương thân tương trợ, cũng gọi là bố thí. Nhưng mà cái bố thí đó nó chỉ là giúp nhặt, chứ nó không giúp được nghèo. Mà nếu ai đó cho nhiều nhiều chút thì gọi là giúp nghèo, chứ không cứu được khổ. Cái bố thí bằng sự nghiệp, bằng vật chất là cứu nhặt chứ không cứu được nghèo. Mà có cho nhiều khá nữa ta làm ăn phát triển lên thì cứu được nghèo chứ không cứu được khổ. Bởi vì người giàu cũng khóc, có cái phim người giàu cũng khóc, và các cái bà cung phi cùng quán ngâm khúc, cùng quán ngâm khúc để nói lên các cái bà cung phi là vợ vua là ngon hết chứ gì. Nhưng mà khóc dữ lắm, khóc rồi tự than thở tạo quá à, trải chánh quế gió vàng hiu hắt, mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng, oan chi những khách tiêu phòng, mà xuôi phận bạc nằm trong má đào. Đấy, cung phi á, cung phi là vợ vua chứ gì, là giàu lắm, sung sướng lắm đó chứ, mà khóc đó. À, duyên đã mai cơ sao lại rủi, nghĩ nguồn cơn dở dối sao đang, vì đâu nên nổi dở dang, nghĩ mình lại thêm thương nổi mình. Trộm nhớ thỏa gây hình tạo quá, vẽ phù dung một đóa khoe tươi, nghĩ qua chưa miệng cười gấm nàng ban đã lạc mùi thu dung. Dân dân và dân dân, suốt cái bài cùng quán ngâm khúc đều là đau khổ, ở trong cung vua mà vẫn đau khổ đó. Ở trên đây người giàu cũng khóc, người quyền quý cũng vẫn đau khổ. Thành ra cứu cho bằng tiền của, bằng vật chất là cứu nghèo chứ không cứu được nghèo. Mà có cứu được nghèo cũng không cứu được khổ. Mà đạo Phật là cái đạo cứu khổ. À, bây giờ đây nè, năng sở không vong bạc tích tâm hả, câu đó đó mình nhớ tới năng lễ sở lễ đó, năng tu sở tu, năng cầu sở cầu, năng nguyện sở nguyện đó. Cái đó là chưa đúng đạo Phật. Bắt đầu tu Phật thì vẫn làm như vậy, nhưng mà đi cao, đi sâu vào đạo Phật đó thì cái vấn đề năng sở đó phải để ý đó. Năng độ sở độ, năng cầu sở cầu, năng nguyện sở nguyện phải bỏ hết. Năng tu sở tu, sở tu, năng chứng sở chứng phải bỏ hết. Đây là kim cương bát nhã đây nha. Độ tận vô dư không kẻ độ, diễn hóa cho họ, hướng dẫn cho họ, tỉnh thức để nhắc nhở. Chứ họ đây là chỉ cho 10 loại chúng sanh đó đó. Nói của họ cho họ chứ thật ra là của mình đấy. Độ tận vô dư mà không thấy kẻ độ. Bởi vì thật sự ra là 10 cái loại, 10 cái nguồn tư tưởng đó nó đâu có thiệt. Nó có thiệt là mình chấp mắt là sai lầm bởi vì nó có. Nó là cái nguồn tư tưởng chướng ngại bồ đề, chướng ngại niết bàn. Bởi vì cái tướng mà chấp ngã, là chấp nhân, là chấp chúng sanh, là chấp thọ giả tướng, là bốn tướng đó của Kim Kim Cang đó. Mà hãy còn chấp mắt về cái nguồn tư tưởng thuộc về thai sanh, đoạn sanh, thất sanh, quá sanh, hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng,
phi hữu tưởng, phi vô tưởng, thì còn dướng 10 cái nguồn tư tưởng này trong đầu mình á, là mình là cái người còn dính mắc ở trong tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Dướng mắc ở trong chấp thường, chấp đoạn, dướng mắc ở trong cái chấp có, chấp không, chấp không phải có, không phải không, vân vân, là mình nó không có an lành được. Không an lành được, không có giải thoát được. Cái này là mai mốt nói nữa, mai mốt còn nói hai bài về cái nòng cốt của kinh Kim Cang Bát Nhã nữa. Độ tận vô dư không kẻ độ, niết bàn rằng có lại rằng không. Như cái bài học đó, có 10 loại chúng sinh đó, Bồ Tát đều chuyển hóa cho họ, hướng dẫn cho họ, động viên họ, đưa họ vào niết bàn, không còn sót một người chúng sinh nào, không còn sót một chúng sinh nào. Mà chuyển hóa cứu độ nhiều vô lượng vô số vậy mà không đưa vào vô dư nước bàn, không còn sót người nào. Mà bây giờ tới cái câu cuối cùng là nước bàn rằng có lại rằng không. Đấy, tới đây là mình phải hiểu cái nước bàn, phải học cái nước bàn. Nước bàn này thì nếu mà các vị nào mà có nghe kinh Đại Bát Niết Bàn thì đã có nắm được một số khá vững rồi đó. Cũng như là các vị đã nghe cái bài mà Ta Bà và Tịnh Độ đó, tôi cũng đề cập tới Niết Bàn nhiều đó. Ta Bà là cái là cảnh gì, và Tịnh Độ là cảnh gì, còn Niết Bàn là cảnh gì đó. Chứ còn không là gửi gắm tâm hồn chết, gửi gắm tâm hồn cái chỗ hoàn toàn sai lầm, không có gì để được hết. Cho nên Niết Bàn rằng có mà lại rằng không. Hãy nói một cách khác là Niết Bàn là cũng có thể có, nếu ta chịu xây dựng, ta chịu đào tạo, ta chịu xây dựng, ta chịu đầu tư để có cõi Niết Bàn thì Niết Bàn sẽ có. Còn nếu ta đầu tư, ta xây dựng không trúng kiểu, không trúng cách thì Niết Bàn không bao giờ có ở đâu hết. Đây là có lại rằng không là vậy đó. Nếu chúng ta đầu tư thật, chúng ta xây dựng không đúng cách, chúng ta phát họa cái niết bàn để rồi chúng ta thiết kế cái niết bàn không đúng cách, chúng ta xây dựng niết bàn không đúng kiểu, không đúng nguyên vật liệu của nó, thì cái cõi niết bàn, cái cảnh niết bàn đó không bao giờ có ở đâu hết. Trên trong vũ trụ này không chỗ nào có niết bàn hết. Nhưng mà chúng ta đầu tư đúng, chúng ta xây dựng đúng, chúng ta thiết kế đúng thì có niết bàn. Nói tới cái đó rồi là nói tới cái cảnh giới cực lạc cũng như vậy đó nha. Cảnh giới cực lạc chúng ta thiết kế đúng, chúng ta đầu tư đúng, chúng ta xây dựng đúng thì cảnh cực lạc có. Ở đâu cũng có hết. Quốc dân cực lạc, tịch quang chân cảnh, cá trung nguyền, cái nước của Phật A Di Đà gọi là cực lạc, cũng gọi là cảnh cõi thường tịch quang. Cái chân cảnh thường tịch quang đó chúng ta phải xây dựng nó, chúng ta đầu tư, chúng ta xây dựng nó, chúng ta thiết kế nó ở ngay trên cái quả địa cầu của con người đang sống đấy. Mình để ôn lại ha, nghe là ôn lại cái bài Ta Bà về Tịnh Độ đó. Thế thì nói một cách khác là tịnh độ, khỏi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, khỏi cực lạc của Đức Phật A Di Đà, cùng với Niết Bàn giống nhau không khác, cũng rằng có lại rằng không. Đầu tư sai, tu tập sai, hiểu biết sai thì không bao giờ tìm có cảnh cực lạc ở đâu. Bởi vì
Bởi vì Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm đàng hoàng mà cái bài kệ mà mấy ông tiền bối mà rút ra cái bài kệ của Kinh Hoa Nghiêm, một câu đó là nó chứa đựng cả một cái nguồn tư tưởng của đạo Phật đó. Nhân nhân dục liễu tri tâm thế nhất thiết Phật, ưng quán phẩm giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Đó là cái bài kệ Kinh Hoa Nghiêm đó. Nếu người nào muốn biết ba đời chư Phật, mười phương chư Phật, nên quán cái tấn của Phật giới. Tấn Phật giới quán cái gì? Quán tất cả đều là duy tâm tạo. Tâm của anh tạo ra địa ngục cũng do tâm anh. Tâm của anh tạo ra thiên đường, các quả trời cũng do tâm anh. Cho nên là các bậc tiền bối gọi là thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, mà địa ngục vô quan tự tánh hôn. Có thiên đường đẹp đẽ anh vô hạnh phúc là ta tả đấy. Là tại sao? Là tại là do cái tâm tỉnh ngộ, cái tâm thức tỉnh, cái tâm sáng suốt mà có ra cảnh thiên đường. Còn địa ngục mình tả hoàn toàn là cảnh đau khổ tối tâm. Là tại sao? Là tại vì anh mê muội. Tại vì anh mê muội, anh tối tâm, anh u mê. Cũng như trần gian này vậy, những người ta làm ăn, ta học hành, ta đỗ đạt, rồi ta làm ăn, ta kinh doanh, ta thương mại, người ta làm là kinh tế là đúng kinh tế, ta làm chính trị là đúng chính trị, ta làm nông nghiệp là đúng nông nghiệp. Đó là tại vì người ta học hành, ta hiểu biết, ta làm đúng, cho nên ta giàu, ta hạnh phúc. Đó là ví như thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ là vậy đó. Học chịu học hành, chịu làm ăn, kinh tế cũng giỏi, chính trị cũng giỏi, nông nghiệp cũng giỏi, kỹ nghệ khoa học cũng giỏi, thì cái người đó đương nhiên là phải sung sướng à. Còn anh ấy về cha mẹ cho đi học, anh không học, anh trốn, anh đi đánh lộn tối ngày, anh lại lặn học với xong anh chơi, rồi anh đá gà, rồi anh đá cá thế kia, rồi anh đua ngựa, rồi anh hút thuốc Việt Nam, hút cái Việt Nam đã, rồi anh hút tới cần sa ma tí, rồi hút heroin, rồi đi bán heroin, thì làm sao mà không tự tử được. Nó chết là vậy đó. Địa ngục vô quan cũng trên quả đất Việt Nam này, mà anh làm ăn cái kiểu của anh, anh chơi bời kiểu của anh đó. Anh đi gái đầm, rồi anh chơi đi điếm, rồi anh chơi với du đảng lưu manh giật dọc không làm ăn, thì là anh cũng là người Việt Nam mà, nhưng mà đều cái đời sống anh vậy đó, trốn lên trốn xuống, bị bắt tới bắt lui, vào tù ra khám. Và là tệ quá, anh làm trên một ký lô heroin là bị tử hình. Thế là anh tạo ra địa ngục cho anh đấy, là do anh sống sai lầm, anh sống tội lỗi, anh sống đau thương đấy. Y như vậy, cái vũ trụ ba la này nó không phải là thiên đường, mà những người chịu khó học hành làm ăn thì nó làm cho ăn lành hạnh phúc, đó gọi là thiên đường là vậy đó. Cõi trần gian này, cái quả mà mặt đất của quả địa cầu này cũng không phải là nguyên nhân của đau khổ cho ai hết. Vậy mà nếu là các anh em nào đó mà không chịu nghe lời cha mẹ, không chịu sự giúp đỡ, sự dạy dỗ của thầy, của xã hội ha, thì ăn chơi trác tán, nhậu nhẹt say sưa, xì ke ma tí, thì tự mình tạo ra cái khổ vô vàng. Mà cái khổ vô vàng như vậy thì gọi nó là địa ngục đó. Trên địa ngục, cái chữ địa ngục của đạo Phật không có ở trong cái lòng đất hay là ở dưới đất gì hết á. Cái quả đất của mình ở đây là theo khoa học là không có ở dưới. Nó ở trong cái vũ trụ bao la này, nó giống như một cái bong bóng mà mình bong bóng xà phòng đó, mình thổi ra cái vậy đó, mình chấm cái nước xà phòng mình thổi ra cái nó bay ra cả mấy chục cái bong bóng vậy đó. Cái mạnh cái nào nấy trôi, nó bay lăng lăng ở trong cái không gian vậy thôi, chứ nó không ở đâu hết á. Cho nên mình nói nó ở trong địa ngục, ở trong lòng đất không trúng. Mình nói nó ở dưới đất thì không có chỗ dưới. Thành cái địa ngục vô quan tự tánh hôn, cái địa ngục mà nó đau khổ nhiều đó là do cái tâm mê muội của mình tạo nó ra đấy. Đừng có sợ địa ngục trong lòng đất, đừng có lại cái thằng diêm vương quỷ sứ nào hết á. Cúng đó là cúng mười cái lần đó, bảy thất là bảy thằng diêm vương đó. À, thì là
ba tháng bãi thất là bãi thành Diêm Vương, rồi cúng làm tuần ba tháng là thành Diêm Vương thứ 8, rồi cúng giáp năm là thành Diêm Vương thứ 9, rồi cúng mãn khó là thành Diêm Vương thứ 10, gọi là đệ thập điện đại đức từ Dương án tiền chiếu hạ đó, là cái bài thơ đó là ma trong thầy chùa đọc cúng 10 thành Diêm Vương đó. Mà theo giáo lý đạo Phật mà tôi học đây, không có thành Diêm Vương nào hết, cũng không có thành quý chứng nào hết. Mà cái chuyện địa ngục như tôi nói nãy giờ, địa ngục vô quan là tự tánh hôn, cái tánh mình u mê, mình chơi bời tắt tán, mình sống kiểu không có trí tuệ đó mà. Thành ra nó thành cái nguyên nhân khổ, rồi mình bị khổ vậy. Cái đó gọi là địa ngục. Địa ngục là khổ khí, là khổ yểm, là khả cụ, là bất lạc, là vô, là hữu nè. Những nghĩa đó tôi nói nhiều lần rồi. Chứ trong lòng đất thì lửa không quan trọng, cho nên là bên Mỹ giờ nó đang núi lửa, nó đang phục lên đây nè. Indonesia là mấy tháng trước nó phục lần rồi, bên Nhật nó cũng có phục lên đây nè. Lửa trong lòng đất nó phục lên đó, cái chỗ đó nó còn hở đó. Cái vỏ quả đất đó, cái chỗ đó nó có nó còn cái kẻ sống đó. Rồi cái sức nóng trong lòng đất nó phục lửa ra đó, mình gọi là nhan thạch, nó tuôn lửa đỏ đó, là cái trong lòng đất đó. Cái trong nó không phải địa ngục gì hết. Cho nên là tôi nói học đạo Phật mà tin tùm lum nên là tự mình diệt cuộc đời mình, không có được một cái gì hết. Vì vậy là phải chọn thầy mà học. Thì cũng giống như học bên ngoài vậy đó. Mà chàng ghét ơi, học tiếng Anh mà học thầy dở tôi nó khổ vô cùng nha. Hồi đó trường tôi học nó có mời ông đó, ông giáo sư tiếng Anh dạy cho tụi tôi á. Mà bữa đó gặp cái ông bên Ấn Độ qua, ông sư Ấn Độ qua, rồi mời cái ông thầy giáo tiếng Anh mình ra nói chuyện giùm. Anh thông ngôn giùm, anh dịch không được, anh nghe không được, bởi vì tiếng Anh Ấn Độ khó nghe lắm, thành ra anh nghe không được. Rồi anh cứ nói I can't hear well, I speak English a little, please you speak slowly. Thế thì rồi mình nghe cái xôi xào vậy đó, nó chìm vô hỏi gì, và tới đằng sau này mình học rồi mình biết á, thì thế là anh nói tôi nghe không rõ, ông làm ơn ông nói chậm chậm vậy, ông nói chậm chậm vậy bởi vì tôi nghe không rõ, mà tôi học tiếng Anh cũng chưa giỏi lắm, I speak English a little, please speak English well, I can hear well. Mình nghe nói dùm tưởng anh giỏi ai vậy đó, anh cứ nhiều đó là mọi người nó chậm chậm vậy. Thưa ông tôi nghe không rõ, ông làm ơn không, tôi biết tiếng Anh là ít thôi, anh nói chậm chậm cứ nhiều đó anh nói hoài. Thành ra là học tiếng Anh như vậy là chết. Thầy dạy tiếng Anh vậy mà học tiếng Anh như vậy là chết. Còn học Phật cũng vậy, mình nghe lời mấy ông thầy áo giống y nhau, đầu ống giống y nhau, và chua cũng ngon lành đấy, nhưng mà coi chừng đó, không nói được đạo Phật thiệt đâu. Do vậy mà tôi hy vọng rằng là tăng ni trẻ là phải học thật sự, cho nên tôi cố hết sức cuộc đời tôi đó, tôi cuối cùng làm được cái trường đó chứ, nhưng mà dạy cũng không được là bao nhiêu. Cũng hy vọng vậy thôi chứ còn khó lắm. Vào trường học đã khó rồi mà thầy dạy học lại còn cũng không dễ kiếm. Bây giờ tôi nhắc lại cái chữ nếu bàn trở lại, nếu bàn rằng có lại rằng không. Bởi vì nước bàn cũng như cực lạc tịnh độ, nó là không phải là cái thứ mà một cái thứ sản phẩm mà do làm, do xây dựng, do tổ chức, do kết hợp mà có. Bởi vì trong kinh người ta dạy là nước bàn đó, cái có của nước bàn đó là nó là liễu nhân. Còn cái sự vật ở thế gian này mà nó có là do cái bậc sanh nhân,
học cái chữ đó, chữ đó quý đó, mà biết học rồi mới được, không biết học là không nghe, tưởng luôn là từ nào như từ nấy là học không hay được đâu. Sinh dân là sao? Là ví dụ như cái nhà phải không? Cái nhà mà muốn có cái nhà đẹp, nhà đẹp nhà xấu tùy, bất cứ là nhà đẹp hay là nhà xấu. Nếu cái nhà bình thường là anh cũng phải mua cây, mua gỗ, đào đất, dựng nền, xây nền, rồi dựng nhà, rồi lợp nhà. Anh lợp bằng tôn hay là bằng lá hay là bằng cái gì cũng đều là anh phải làm ra. Anh phải mua vật liệu, nguyên vật liệu gì anh phải làm ra. Còn anh muốn làm một cái lâu đài thì anh phải có cột đúc, anh đóng cừ đúc hoặc đóng cừ tràm, mà cừ tràm là đóng nhà cao tầng không chịu nổi đâu. Phải đóng cừ mà nghĩa là 3-40 thước, cừ bê tông 3-40 thước á. Anh phải đóng bao nhiêu trăm cái cừ bê tông như vậy để anh mới làm được cái nền nhà. Rồi anh mới xây ở trên cũng bằng bê tông cốt thép đàng hoàng. Mà xây như vậy là phải bằng sắt, bằng thép, bằng gạch, bằng xi măng, bằng nước, bằng công thợ, bằng từ cái bay, từ cái đầm, từ cái máy điện, từ cái máy tiện nghi. Thế thì tất cả những cái đó để làm ra được cái nhà lầu như vậy, cái nguyên liệu như vậy, phải có như vậy mới thành được cái nhà được. Thành ra cái đồ đạc vật chất đó, mà muốn làm ra là phải có nguyên vật liệu, mà nguyên vật liệu cộng với cái công sức người làm gọi là sân nhân, phải có như vậy nó mới ra được cái ngôi nhà như vậy, có như vậy nó mới ra được một cái vật như vậy. Tôi nói ví dụ như cái chuông của tôi này nè, đây nè, nè cái chuông như vậy là thợ đồng phải bao nhiêu công phu mới làm được cái chuông. Rồi tôi đánh cái chuông đó là tôi phải tự cầm cái dù chuông tôi mới đánh vô, nó mới ra một cái tiếng chuông, chứ cái tiếng chuông không có từ đâu hết. Mà có ra được cái chuông như vậy là bao nhiêu nguyên vật liệu, bao nhiêu nguyên nhân, rất nhiều cũng không nói hết được mới làm ra được cái chuông, mới có được cái chuông. Cho nên cái chuông có là sanh nhân. Còn nước bàn là anh không có lấy cái gì mà anh xây dựng nó được hết, không có cái chất liệu gì để xây dựng được. Cho nên là cái cảnh niết bàn hay là cảnh cực lạc đó, là kinh điển là gọi là liễu nhân. Cái nguyên nhân mà anh làm ra có cảnh niết bàn, cái nguyên nhân mà làm ra có cảnh giới cực lạc là do sáng tỏ, là do trí tuệ, do trí tuệ làm cho sáng tỏ để nó hiển lộ ra. Nói một cách khác là muốn có cảnh niết bàn là anh phải tu tập. Anh tu tập tất cả những công việc công trình mà anh cái lúc mà gọi là tu tập nó không có tương quan gì với cái quả vị niết bàn cả, nhưng mà anh phải tu tập. Tu tập là cái gì? Bắt đầu thì anh phải tu tập thân không sắc sanh, không trợ cấp, không tài nhân. Nhưng mà cái không sắc sanh, không trợ cấp, không tài nhân nó không phải là cái chất liệu để xây dựng niết bàn đâu nha. À, nó ngộ vậy đó. Rồi miệng không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời nói dịnh, không nói lời hung ác, cũng không có phải cái đó để làm ra niết bàn. Ý không sanh, không sanh không si, nó cũng có cái chất liệu gì hết để làm ra niết bàn đâu. Vậy mà anh bỏ hết cái đó đi. Thân của anh là sắc sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn ý, ngữ lưỡng thiệt, ác khẩu, gọi là thập ác nghiệp. Bây giờ anh bỏ cái đó đi, anh bỏ cái sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngôn ý ngữ, anh thêm một chữ bất vô. Bất sắc, chữ bất là không đó, bất sắc là không giết hại, bất sắc, bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất tham, bất sân, bất si. Anh đảo ngược lại 10 cái ác nghiệp đó, anh trở lại đó, anh buông bỏ nó hết là tự nó thành ra cái an lành hạnh phúc,
thì cái ăn lành hạnh phúc đó là cuộc sống niết bàn, là cái đó. Cái niết bàn nó không có là cái gì hết á. Do anh bỏ 10 cái nghiệp ác, rồi tự nó không có 10 nghiệp ác đó, là anh được sung sướng. Anh không có đau thương, không có tội lỗi, không ai động phạm tới anh được hết. Chứ mà anh bị 10 cái nghiệp ác đó thì anh bị, có thể là bị mắc bớ rồi, bị công an mắc bớ rồi, hoặc là bị xã hội người ta đánh đập, mình ta ruồng bỏ rồi, người ta chống đối rồi. Bởi vì anh làm cái việc gọi là giết người, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tham sân si, thì là anh vướng không biết bao nhiêu cái nguyên nhân khổ sở trong cuộc sống của anh. Bây giờ đây nếu mà anh nghe lời Đức Phật ha, anh bỏ hết 10 cái đó, hoàn toàn bỏ hết, thế thì anh còn bị cái gì nữa? Anh còn cái gì ai làm động tới anh hay không? Tất nhiên là không có cái duyên cớ để ai động phạm tới cái nhân phẩm, cái danh dự, cái sự an lành hạnh phúc của anh hết. Thế thì cái đó nó gọi là niết bàn. Niết là không, bàn là đau khổ, không có đau khổ là niết bàn. Niết là không, bàn là tham, không có tham vọng là niết bàn. Niết là không, bàn là giận dữ, không có giận dữ, không có nóng nảy, không có bực bội là niết bàn. Niết là không, bàn là si mê, là vô minh, là đen tối. Mà không có si mê, không có vô minh, không có đen tối là niết bàn. Do vậy cho nên niết bàn nó là liễu nhân. Anh bỏ hết những cái xấu của ba nghiệp thân miệng ý, từ thô cho tới tế, từ thô trọng cho tới vi tế, thì anh có được niết bàn. Mà đại để là của đạo Phật dạy đó, nói là như vậy nhưng mà nó gọn lại là anh trước hết anh phải tụ tập, anh đoạn trừ được cái kiến tư quan. Căn bản đầu tiên để được chứng qua là hết là anh phải đoạn trừ cái kiến hoặc và tư quan, rồi bước lên mới nữa là anh trừ được kiến tư quan, là anh còn bị cái thành sa mặt. Thành sa mặt là như tôi nói là có Phật tử cũng gửi cho nghèo về nhắc cho tôi đó, nói thầy cứ nói đi, còn người ta nói tật, người ta nói gì đó, chuyện của người ta đừng có buồn buồn cái thành sa mặt ta, thầy bị thành sa mặt sao, người ta nhắc tôi vậy đó. Tôi cười, tôi nói được, có đệ tử vậy là quý đấy, à đừng có buồn, mình không làm lỗi mà người khác làm lỗi, mình không làm xấu mà người khác làm xấu, mà mình bị buồn đó là mình bị trần sao vật đó. À cho nên là nghe tin tức thế giới nhiều cái nó buồn ra nè. Tôi là cũng có cái tật là hay nghe tin tức đó, mà nghe tin tức thế giới nói ôi nhiều quá, giết hại nhiều quá, mình nghe mình buồn. Rồi mình nghe công chuyện làm ăn trời đất ơi, khởi ra công trình làm ăn bỏ ra cả ngàn tỷ, mà ông này làm tật cái này, ông kia bỏ bê cái kia làm nó hư vậy, mình nghe mình cũng buồn. Mình nghe tội nghiệp cho cái xã hội, mình nghe tội nghiệp cho cái công trình thiện chí của chính phủ, của nhà nước ta đưa ra làm vậy, mà những người mà lãnh trách nhiệm đi làm lại là không có thiện chí, để cho thất thoát, để cho hư hao, mình nghe mình nóng ruột. Cái đó là tầng sa mặt đấy. Không phải mình làm thất thoát, không phải mình làm mất mát, không phải mình làm hư hao, mà người khác mà làm ăn mà không có thiện chí, mình nghe vậy mình cũng nóng ruột. Mà nóng ruột vậy là tầng sa mặt đấy. Cho nên nó khó vậy đó chứ. Và tôi là cũng còn những nhược điểm đấy, tôi nghe tin tức còn nghe, do vậy cho nên cũng hạn chế. Có những lúc là cầm cái radio lên rồi cho nên ôi nghe cũng không được giải quyết cái gì, mà có thể nó sinh ra tầng sa mặt nhé, có rồi bỏ cái vài bữa nó quên đi, giống như vô minh đó. Mà vô minh đó mình giật tay nó ra rồi cái rồi nó hợp trở lại, giống như bèo vậy đó, giống như bèo như cái ao tù á, nó có cái vừa sống ở trên cây nó đụng xuống cái đùng, cái là bèo nó dạt ra, nó dạt ra cái rồi chút xíu cái rồi nó hợp trở lại, cái mặt nước cũng không còn thấy nước, cái bèo cám, bèo ta chuột dạt ra rồi lại là cái tâm mình cũng vậy đó. À tâm của mình là mình tỉnh ngộ là nó giống như cái bèo mà cái vừa sóc rụng xuống như cái nó dạt ra rồi chút cái nó hiện trở lại. Cho nên là tôi nghe tin tức là tôi cũng còn bị tận sanh hoạt đó chứ chưa phải đâu hết đâu.
Do vậy cho nên là tôi nói với Phật tử là mình phải học phải hiểu. Còn cái chuyện mà mình đi được cỡ nào đó là mình phải phấn đấu mình đi, chứ không phải là mình hiểu rồi là mình chứng ngộ liền, mình thành A-la-hán hay là Bồ-Tát hay là Phật được liền đâu. Phải phấn đấu, phải đi. Đi xa thì mau tới, đi khỏe thì mạnh thì mau tới, còn đi chậm thì cũng từ từ mình đi. Mình nhắm cái hướng đó là cái hướng sáng lạng, cái hướng vinh quang, cái hướng an lành thì mình đi vậy đó, chứ không dễ gì. Tại vì cái chữ niết bàn nó phải học vậy đó. Cực lạc cũng vậy, niết bàn đằng có lại đằng không, niết bàn cực lạc cũng vậy. Cảnh niết bàn là do mình xây dựng, cảnh cực lạc cũng do mình xây dựng. Hai cái đó là cái danh từ khác, chứ thì thật là một thứ đấy. Tại người ta không dám nói cho nên là nó là một thứ đấy. Bởi vì cực lạc là gì? Cực lạc là cái cảnh đó không bao giờ có cái gì khổ ở trên đó được. Cảnh đó không có khổ. Vì không khổ, vì không khổ cho nên ta mới là cực lạc. Cực là tột, tột vui, vui cùng cực vui, không có cái điều kiện khổ trong đó, gọi là cảnh cực lạc. Vui không à, không có khổ, gọi là cảnh cực lạc. Mà nếu bàn là gì? Nhất là không, bàn là tham, không có tham là niết bàn. Nhất là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Nhất là không, bàn là si, không có si mê hết ấm là niết bàn. Nhất là không, hoàn toàn không có cực khổ, hoàn toàn không có cực khổ là niết bàn. Bàn là cực khổ, mà không có cực khổ là niết bàn. Y nhau vậy, chữ niết bàn và chữ cực lạc là y nhau. Tại người ta không nói để ta dụ khỉ á, chứ còn hai cái đó giống nhau. Mà người học Phật rồi không bao giờ trông chờ mong đợi van xin cầu khẩn lại lục bất cứ thành nào để được sanh cực lạc, cũng không bao giờ trông chờ mong đợi lại lục bất cứ thành nào để được có niết bàn. Để nói nó mạnh là nó vậy đó, người ta nói tôi là dữ chứ không có chùa ở là vậy đó. Kệ nói vậy đó, chắc tôi nói vậy đó. Bởi vì mình cầu nguyện không có, mình nói là thằng nào hay con nào cũng vậy. Bởi vì cái đó không có, cái con đó không có, cái thằng đó thì mình đâu có gì đâu gọi là hổn đâu. Chứ phải chi mà nó có cái ông đó là cái thằng đó, cái con đó thiệt á, mà mình ngang tàn với họ thì gọi là mình nói nó hổn ha. Còn ở đây là cái mà mình gọi là mình cầu đó, mình lại đó, mình nguyện đó, không có cái người đó, cái ông đó, cái thằng đó, cái con đó thì đâu có gì gọi là hổng. Chẳng qua là cái lời nói tôi gọi là mình đánh mạnh để cho người ta chú ý vậy thôi, chứ đâu có gì đâu hổng. Diêm Vương không có Diêm Vương, mình nói nó không có Diêm Vương, người ta nói không có ông Diêm Vương nữa, thì mình nói không có cái thằng Diêm Vương nữa, thì nó cũng vậy, có thằng ông cũng vậy. Cái Mỹ nó gọi tôi thứ à, nó nói với ông nội nó cũng vui, nói cha nó cũng du, ai du, nó là ai ha, cha nó là du, rồi ông nội cũng du, bà nội cũng du, ông cố nội cũng du, ai du vậy thôi. Đó là cái ngôn từ là đối đãi vậy đó. Cho nên là nếu không có ông Diêm Vương nữa cũng vậy, nếu không có thành Diêm Vương nữa cũng vậy, không có cái con là thánh thần nào hết cũng vậy thôi. Nghĩa là đại để là đạo Phật cái là vấn đề con người là nói về con người thôi. À, còn một hành tinh thiên thể nào khác mà có cái loại chúng sinh khác, đó là chuyện của người ta, mình nói làm chi? Phật không cần nói cái đó. Phật không cần nói cái đó. Cho nên Đức Phật là con người, một con người đau khổ. Thành ra Phật vì con người, chỉ những cái nguyên nhân đau khổ cho con người, dứt trừ cái đau khổ để được hạnh phúc thôi. Còn cái chuyện mà người ta ở cái hành tinh chưa thể khác, ai biểu mình kêu nó lên về mình lại lục mình danh sinh là sao? Con chim mà đi kiếm chim ăn là kiếm chim ăn, chứ đi lại con cọp, con beo, con gấu để nhờ nó giúp đỡ là nó giúp được cái gì? Mình là cái loài chim diều hâu, mình là bồ cắt, mình là đại bàng, thì mình đi xích chuột, mình đi xích gà, đi xích bắt con cát cái chim nhỏ mình ăn. Còn cọp á, với sư tử thì nó kiếm nai, kiếm ngựa rằng, nó kiếm
dê nó ăn. Hai cái thứ ăn khác nhau. Thì mình ai nó kiếm nó ăn chứ sao lại mình kiếm mình ăn rồi cái mặt của mình đó trên trời đó của loài chim, rồi mình đi là năn nỉ lại lục cái cầu nguyện cái loại cọp lại sư tử để nhận giúp đỡ mình, nó giúp được cái gì? Mình là cái loại dơi đi ăn ban đêm, mình loại chim heo chim ổn đi ăn ban đêm, rồi mình đi ăn ban đêm rồi mình lại lục mình cầu nguyện như những cái con gà những con chó con heo nó ăn ban ngày, nó sống ban ngày, thì mình là nhờ cho mình những cái thằng mà ăn ban ngày nó giúp đỡ mình là sao? Cái thành phần của mình là cái giống loại của mình là ăn ban đêm thì con mắt mình mới sáng, mình mới bắt được chuột, bắt được rắn mình ăn. Còn cái loại kia nó ăn ban ngày mà ban đêm nó không thấy, thế thì là nó khác chủng loại. Thì tại sao là chủng loại ăn đêm lại đi lại lục cầu thử danh sinh cái thứ ăn ban ngày, còn cái loại mà chúng lại ăn ban ngày sung sướng vậy rồi lại còn cầu nguyện lại lục gian sinh khánh miệng cái loại ở cái xứ nào ở đâu mà nó ăn ban đêm? Cho nên cái chuyện nó không cần thiết, không có lại lục bất cứ cái ông nào ở cảnh giới nào khác. Mà Đức Phật Thích Ca là con người, mà con người thì nó có nhiều thứ đau khổ, 10 loại chúng sanh khởi ý niệm 10 cái nguồn tư tưởng đó là nguyên nhân của đau khổ, cần phải dứt trừ 10 cái nguồn tư tưởng nào khổ nó đi để được sướng, để được an lành, để được hạnh phúc, vậy thôi. Nếu bạn cũng vậy, thực lạc cũng vậy, bỏ hết cái nguyên nhân khổ thì có vui, vậy thôi. Hết giờ rồi, xin ra cái đây vậy. Bữa nay là coi như là cái bài có 4 câu mà giảng lần thứ hai đấy, nói là như vậy thì cũng là nhiều đấy, nhưng mà hy vọng rằng là nó Phật tử gần xa tiếp thu rồi rực tự tư duy suy nghĩ thiền định, tăng ni trẻ cũng tư duy thiền định. Chứ còn tôi nói như vậy là nghe có vẻ là thô bạo đấy, là can cường đấy, nhưng mà rằng quen mất đất đi rồi tẻ du thôi cũng tính trời biết sao. Tại nói vậy đó, chứ sự thật là chẳng có hỗn ẩu gì. Các vị gặp tôi rồi các vị cái tôi rất là thoải mái, không có gì khó khăn, chẳng có gì phải trình trọng, chẳng có gì phải làm cho nó ra vẻ gì cũng có. Bởi vì cuộc đời không có gì hết trơn, không có gì ghê gớm lắm đâu, chơi mà. Xin chào, chúc đủ nghị lực để nhận thức và làm theo cái sở nguyện của mình. A Di Đà Phật.